Xin chào các anh em, màu xanh chính là màu của hy vọng. Chính vì thế hôm nay Deva Shop hy vọng anh em có được những sản phẩm bật lửa dùng chất lượng nhưng mà giá lại rẻ. Deva Shop giới thiệu mẫu bật lửa đu bông của Hồng Kông, đu bông D37 màu xanh viền vàng như trên clip anh em xem đây, màu xanh cực kỳ đẹp. Cái chất liệu của nó chủ đạo là thép khối trên cái nền. Cái nền men này là men xanh, nó phủ men bên trên anh em nhé. Đó, rất là đẹp. Dưới mộc đáy có chữ ST Dupont Paris này. Đó, và số series. Ở bên dấu cộng này, nó chính là cái vít chỉnh to nhỏ của bật lửa đu bông. Còn đây là vặn ra để bơm ga. Đó. Và để lên lửa cho chiếc bật lửa đu bông này, anh em chỉ cần đẩy lắp lên và quẹt là lên lửa anh em nhé. Nó rất là đơn giản. Cái nhiên liệu sử dụng của bật lửa đu bông là dùng ga của bật lửa đu bông. Đó, anh em vặn cái vít này ra này. Đấy, đây mình để vuông góc như này, sau đó mình vặn cái vít ra. Đó, nó có một cái gen nhá. Anh em xem cái vít bên trong này, anh em cắm thẳng bình ga đu bông vào đây. Em có clip hướng dẫn bơm ga và lửa rồi, anh em xem clip và làm theo để biết cách bơm ga. Đó, sau khi bơm ga các anh em nên nhớ là phải vặn vào nhé cho nó đẹp. Đó, còn tăng giảm to nhỏ, tăng giảm to nhỏ thì mình cậy cái này vuông góc ra này. Đó, cái vít mình phải để vuông góc để dễ tăng giảm. Đó, mình quẹt lửa lên, sau đó mình cầm mình tăng giảm. Đó chính là nút tăng giảm, tác dụng của nó như thế. Sản phẩm đẹp như thế này, giá thì lại rẻ, chỉ 650.000 thôi anh em nhé. Miễn phí giao hàng toàn quốc. Anh em đặt hàng thì comment trực tiếp vào cái clip này. Deva Shop sẽ gọi lại để tư vấn chi tiết cho anh em.